cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với những bài học tiếng Việt lớp 4 cùng với OLM. Các con thân mến, từ đầu năm học đến nay, chúng ta đã được tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện thông qua các bài tập đọc. Nào là câu chuyện về dế mèn bênh vực kẻ yếu, câu chuyện về người ăn xin hay câu chuyện về chị em tôi. Qua đó, các con có thể thấy được rằng mỗi câu chuyện không chỉ được tạo nên bởi một đoạn văn mà rất nhiều đoạn văn. Vậy, những đoạn văn đó có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Cô mời các con cùng đến với bài học tập làm văn, đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Bài học của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nhận xét, phần thứ hai là phần ghi nhớ và phần thứ ba cô trò chúng ta sẽ cùng luyện tập. Vậy không để cho các con chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngay thôi nào. Cô mời các con cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần nhận xét. Trong phần nhận xét này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số bài tập như sau. Bài tập đầu tiên, hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào. Vậy bây giờ, các con hãy xem lại văn bản những hạt thóc giống và cho cô biết câu chuyện này được tạo nên bởi mấy sự việc. Đúng rồi, câu chuyện của chúng ta được tạo nên bởi 4 sự việc. Sự việc đầu tiên, nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền cho ngôi báu mới nghĩ ra kế, luộc kỹ thóc giống rồi phát cho dân chúng, giao hẹn ai thu hoạch được nhiều thóc nhất thì sẽ truyền cho ngôi báu. Sự việc thứ hai, chú bé Chôm dốc nhiều công sức để chăm sóc mà thóc vẫn không thể nảy mầm. Sự việc thứ ba, Chôm đã dám tâu lên sự thật này trước sự kinh ngạc của mọi người. Và sự việc cuối cùng, khép lại câu chuyện này, nhà vua khen ngợi chú bé Chôm trung thực và dũng cảm nên đã quyết định truyền ngôi cho Chôm. Các con có thể thấy được rằng trong câu chuyện những hạt thóc giống, sự kiện đầu tiên sẽ được kể bởi 3 dòng đầu cũng chính là đoạn 1 của câu chuyện này. Tương tự, sự kiện thứ hai sẽ được kể bởi 2 dòng tiếp theo và là đoạn thứ hai. Sự kiện thứ ba được kể bằng 8 dòng tiếp và là đoạn thứ ba. Và sự kiện cuối cùng sẽ được kể bằng 4 dòng cuối cùng và cũng chính là đoạn thứ tư của câu chuyện này. Các con có thể thấy được rằng trong câu chuyện sẽ có rất nhiều sự kiện và mỗi sự kiện sẽ được kể bằng một đoạn văn. Từ đó, cô trò chúng ta rút ra một nhận xét như sau. Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Vậy, thông qua câu chuyện những hạt thóc giống cũng như quan sát những đoạn văn mà các con đã từng được đọc hoặc được viết, hãy trả lời giúp cô câu hỏi thứ hai. Dấu hiệu nào giúp các con nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của các đoạn văn? Các con có thể nhìn lại một đoạn văn như sau. Đoạn văn được trích từ câu chuyện những hạt thóc giống. Ngày xưa, có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Dựa vào đoạn văn này, các con hãy giúp cô trả lời câu hỏi trên nhé! Đúng vậy, sau khi quan sát, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỗ mở đầu là chỗ đầu dòng được viết lùi vào một ô như ở trên mà các con có thể quan sát được. Bên cạnh đó, chỗ kết thúc sẽ lại là chỗ có dấu chấm xuống dòng. Tuy nhiên, các con cần lưu ý một điều rằng chúng ta xuống dòng nhưng chưa chắc đã hết một đoạn văn. Như ở ví dụ đây, các con có thể nhìn thấy được rằng mặc dù đã được xuống dòng, tuy nhiên đây vẫn chỉ là một đoạn văn. Và hiện tượng này sẽ xuất hiện ở những đoạn văn có nhiều câu thoại. Thế nhưng nếu đã hết đoạn thì chắc chắn sẽ phải xuống dòng. Vậy cô trò chúng ta cùng rút ra ghi nhớ. Ghi nhớ thứ nhất, một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc, mỗi sự việc được kể thành một đoạn văn. Và ghi nhớ thứ hai, khi viết hết một đoạn văn, chúng ta cần sử dụng dấu chấm xuống dòng.
Đây là tri thức mà các con có thể áp dụng trong việc đọc hiểu các văn bản, cũng như trong khi các con thực hành viết các bài tập làm văn. Sau khi đã rút ra được ghi nhớ, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba của bài học này, đó là phần luyện tập. Phần luyện tập này sẽ chỉ có một bài tập duy nhất. Đề bài như sau. Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà Tiên. Trong đó có hai đoạn văn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần còn thiếu. Cô mời các con cùng đọc văn bản. Đây là câu chuyện Hai mẹ con và bà Tiên. Trong đó, đoạn A, đoạn B đã được viết hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đoạn C chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc, nhưng thiếu đi phần nội dung ở giữa. Bằng trí tưởng tượng của mình, các con hãy giúp cô hoàn thành câu chuyện này nhé! Vậy là ai cũng đã có cho riêng mình một câu chuyện. Và cô cũng vậy. Ở đoạn C, cô đã hoàn thiện đoạn văn này như sau. Vừa đi, cô bé Hiếu Thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng, cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên. Tiến lại gần, cô bé nhìn thấy bên trong túi là những thỏi vàng lấp lánh. Con đường vắng tanh, chỉ thấy xa xa là bóng dáng một bà cụ, lưng đã còng, đang bước đi chậm chậm. Cô bé đoán chắc đây là tay nải bà cụ đánh rơi. Tội nghiệp, bà cụ mất tay nải này chắc buồn và tiếc lắm. Nghĩ vậy, cô bé vội vàng đuổi theo và lễ phép hỏi. Dạ thưa cụ, cái tay nải này có phải của cụ không ạ? Bà lão cười hiền hậu. Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con. Và câu chuyện trên cũng đã khép lại nội dung bài học ngày hôm nay. Cô hy vọng các con đã có một tiết học thật bổ ích và lý thú. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với Olmer nhé!